của số 9 bên phía đội chủ nhà. Rất nguy hiểm, và đó là bàn thắng dành cho Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn 2-1. Đó là Minh Vương. Cú đúp trong trận đấu ngày hôm nay, Trần Minh Vương một lần nữa lên tiếng đưa Hoàng Gia Lai vươn lên dẫn trước. Bàn thắng thứ 9 của Trần Minh Vương tại V-League 1 mùa này. Cái lắc đầu ngao ngán của thủ môn Phan Đình Vũ Hải. Hải Phòng đã có cơ hội trước ở hiệp đấu mà chúng ta đang được theo dõi, nhưng một lần nữa thì họ lại để đối phương vươn lên. Adriano Smith đã khiến cho Doãn Ngọc Tân phải bất ngờ khi không thể ngăn chặn đường truyền của đối phương. Và Minh Vương băng lên nhanh, xử lý kỹ thuật để đánh bại Phan Đình Vũ Hải lần thứ hai ở trận đấu ngày hôm nay. Một trận đấu của những sai lầm. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 với những sai lầm của các thủ môn. Và vừa rồi thì tới lượt cầu thủ đã ghi bàn cho Hải Phòng trong hiệp 1 là Adriano Smith lại có một pha xử lý thiếu chắc chắn.